Em Hải xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hải. Thì hiện tại bây giờ là thông tin thì em Hải đang có mặt tại nhà của chị Giao. Thì bây giờ là ba chồng của chị Giao cũng đã vào phía bên trong, nói chung là đã từ ở ngoài Hải Dương đã đi vô tới xuống Kiên Giang chỗ nhà của chị Giao đâu chú anh chị ạ. Hiện tại giờ ba chồng của chị Giao đang ở phía trong. Thì bây giờ Hải xin mời ông bà của chú mình đồng hành cùng Hải trong video hôm nay để vào để có thể gặp trực tiếp ở bên chỗ cha chồng của chị Phương. Ra cái quyết định cuối cùng về cái hành vi của lần này bà con mới hạ lòng, đúng không? Thì ngày hôm nay ngày giờ là anh Lân ảnh có nhận sai cái lỗi sai của anh chưa? Bây giờ nè chú, em để anh nói xong đi, anh nói bây giờ chú nè. Chú gia đình bố mẹ và họ hàng và anh chú bây giờ đây chú. Báo và các anh làm việc. Chú cứ nói bên kia đi. Bây giờ chú để em ơi, chú ơi, em hỏi sao anh đang nói chuyện mà sao em nói vô vậy? Bây giờ nói với chú nè. Gia đình thì nói chung là cũng đã có những cái lời nói với chú, thì nói chung là cái sự bức xúc của gia đình thì nó cũng ngơi đi một phần nào rồi. Thì bây giờ ai xin cũng xin phép gia đình với chú đây. Thì bây giờ chú đã đến đây rồi, thì nãy giờ chú cũng đã nghe hết rồi. Thì bây giờ cái điều mà chú là đi về chú nên làm đó là chú phải kêu Lưng phải đi ra nơi chính quyền địa phương nhận hết cái tội và hết cái gì mà mình làm trước đây nha. Thì chú kêu Lưng được rồi, để ai xin nói sao mà cứ để phân tâm rồi đó. Thì chú về chú kêu Lưng ra chính quyền địa phương sẽ nhận hết cái tội mình làm từ trước đến nay nha, phải nhận hết để cho cơ quan đó là có một cái gì để cho nó nhẹ nhẹ một tí ha. Thì thôi bây giờ chú sắp xếp, thì chú đã thăm gia đình rồi, chú sắp xếp chú về. Chú ở đây thì nói chung là gia đình đôi khi thì cũng có lời bức xúc quá, nói quá thì nói tới nói lui thì cũng như vậy thôi, thì cũng tội cho chú ha. Rồi ai xin có lời như vậy thì anh em có hỏi gì thì dạ. Thì bởi vì anh ai xin nói xong rồi đó, bây giờ anh em có gì thì rồi. Anh nói chú à, con cháu cụ cháu đã để giờ đã, như con cháu chú thấy đau không? Hả? Hả? Chú ơi. Con người mà thôi chú ơi, không chú ơi. Không sao. Đâu có. Thôi dừng ra là chú còn sao. Đó là dừng thể. Gia đình bức xúc chứ không phải là người ở bên ngoài nha chú. Rồi chú nói chú nói con hỏi một câu cuối nè. Bây giờ là cái ý muốn của chị Giao là muốn ra ngoài được bồng con về và sau đó ly dị, là theo chú quyết định cuối cùng là như thế nào? Có cho chị Giao ẵm con về không? Phải đồng ý đây. Nếu mà em mới ra thì chú bạn mới nói bây giờ chú bạn đây luôn đi chứ đừng ra ngoài, bạn là xin xả đi là được mà. Cơ quan pháp luật người ta bộ phải thì cũng được không sao cả. Con của chị Giao mà chị Giao cũng quyền bồng chứ chú không quyền cản. Rồi không phải chú cả bộ vợ chồng thế còn cái đấy nhóm bài thế nào đó là con đây gia đình và con đây, nếu mà em mà nó nghĩ nó bẩu bây giờ con phải biết về thì cái gì con quyết định bộ không quyết định được, với quyền vợ chồng của con, với quyền của con nghĩ con cái sau này nó đi nào, với
Thì nhớ tôi, bố nhìn nói nhớ tôi. Thì khi lại thì con cũng có xin phép bố rồi, là con cũng đã nhận được lời triệu tập ở ngoài đó rồi, là bây giờ là con đi ra ngoài đó, thì con cũng chỉ là xin phép bố mẹ cho con đón bé về đây sống trong một ngoài. Với lại là con đi ra đó là để giải quyết đó là cho những điểm chuyện của con bị bạo hành là cho chồng con. Đó, với lại con cũng xin phép bố là cho con được phép ly hôn với lại chồng con, thì con về sống trong một ngoài. Dạ, cái này là con cũng có xin phép bố rồi. Bố nghĩ là chuyện ngoài cuộc sống của con là nhiều còn đảm bảo nhau. Bây giờ nói rằng là không thì mỗi gia đình với anh em làm việc thì bố mẹ không thể đảm bảo lâu dài được cái đời này. Vợ chồng có cái đảm bảo nào không? Nếu như mà vợ chồng sống hạnh phúc á, thì có thể là đảm bảo được cái cuộc sống lâu dài. Mà đường này á, với sự bạo hành như vậy thì chú bảo là cái những cái cuộc sống lâu dài thì lâu dài như thế nào? Thì em nó phải sửa chữa đi. Không sửa đâu, cái nó phải sửa đi. Không có về sửa đâu. Không có về sửa đâu. Không có về sửa đâu. Hai vợ, bảy đứa con rồi, con vợ thứ ba mà còn hành hạ nữa mà sửa đường nào? Hai vợ bảy con người ta làm được thêm cái vợ thứ ba nữa gia đình và anh em sửa là sửa được sao như nào. Em hãy xin phép cô chú anh chị mình khoảng một vài giây để giới thiệu sản phẩm. Thì hiện tại thì bên em hãy có bán những cái mật ong như bên hình em hãy có để, cũng như là nước cốt nhào trị tất cả các loại bệnh, viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau dạ dày thì điều trị rất là tốt luôn. Bên nước cốt nhào thì là ở nhà tự làm của chú anh chị. Cô chú anh chị yêu quý cũng như ủng hộ cho Hải để có thêm cái kinh phí để đi giúp đỡ cho bà con ở tất cả mọi miền đất nước, thì cô chú hãy gọi về số hotline của Hải ở trên màn hình là mua cái sản phẩm ủng hộ cho Hải. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chạy hết rồi. Xin phép tôi về, cũng còn tôi về thì tôi cảm ơn gia đình và anh em làm việc và xuyên xuống đây. Thì còn con thì cô chú làm như thế nào cho nó phải đấy, và mấy con cái chồng con cũng có sau này là con cũng nhớ lại con ạ. Dạ rồi thôi, nói chung là trước khi chú về cho xin nhắc chú lời một lần nữa là chú đã có hứa là giờ các anh em đây cơ là có khi là chú hết rồi, và chú hứa là khi mà xin và cùng với những người anh em mà đưa em giao đi ra ngoài ngoại để làm ở công tác phục vụ cho bên rồi thứ nhất để chú để chú con nói thứ nhất là như vậy, thứ hai là đến gặp gia đình để đưa cháu nội đi về bên ngoại để sinh sống, thì sự an toàn của cháu và anh em ở đây thì chú bảo đảm nha. Đó là cái lời lịch sự ở đây nói trước. Tôi là người ông người muốn đảm bảo cho gia đình. Dạ. Ra cái nhé. Hai nữa tôi báo cáo pháp luật là gia đình nhau này tôi sẽ làm. Dạ rồi, chú có lời bảo đảm ở đây thì anh em có ghi hình hết rồi nha. Thì nói chung là anh em đây cũng không có ngại vấn đề gì, nhưng mà cái lời lịch sự trước nói trước thì chú có bảo đảm rồi, thì anh em ở đây sẽ làm việc theo cái việc chú nói. Dạ rồi thôi, xin cảm ơn chú đến với gia đình rồi, chú về. Dạ chú ơi, thôi đừng có nói câu tạo điều kiện chú ơi, thôi đừng có nói câu tạo điều kiện công công đó, không con cháu con hiểu cái điều đó, nhưng mà chú đừng có nói câu tạo điều kiện. Nếu mà chú tạo thì trước đây bây giờ chú đã tạo rồi nè, chú bỏ túi chú bỏ túi đi đừng có lỗi gia đình đâu các bà các cụ. Dạ anh chị em làm việc để tôi thắp hương cho. Dạ dạ rồi cảm ơn chú. Chú thắp hương thì được chứ chú đừng có làm như vậy mất công thấy tới tôi nữa. Chú bỏ túi đi.
chú bỏ tới đi, chú đừng có làm như vậy mất công mà đẩy tới đẩy lui nữa. Không, chú bỏ tới đi, là chú vô đi, chú đừng có làm cái vấn đề tiền bạc này mà để nó tới lui hoài, chú giữ tiền đó. Thì chung là chú làm cái điều ai xin cháu của anh mong cháu tới đây là vậy là được rồi. Đứa nhà đứa đang mang bầu, đứa ngoại, đứa mà về rồi 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 chú hết luôn à. Họ cắt đi á, đẹp như là con chú hay gì đó, nó không đẹp như là ai cũng nha. Thôi thôi giờ bà con đừng nói nữa, để cho chú ông thắp hương bên củ quyền, bên dòng họ của em giao xong rồi chú về. Bà con đừng có nói nữa nha. Đã chồng mà ăn bữa cơm đi, chồng gì luôn nè. Chung nè, ba chung thành ra. Đi bắt xe cho anh. Có gì kiếm cái xe đó. Anh chọn, anh lại luôn. Tổ chân đi chứ đi chồng lại. Chị đi ra, chạy xe. Rồi chú về đi. Dạ dạ chú về. Dạ, bác ở đây rồi ấy, nếu như bác có về thì bây giờ gia đình con thì ấy, mời bác vô ăn cơm đi rồi không. Dạ không, cái đó là cái tấm lòng của gia đình con. Mà bác không ăn gì nữa là bác vô đây cũng đâu có đâu, bác mình xá chứ. Bác vô bác cũng đâu có phải nãy đâu, nếu ở đây thì bác phải ra tới đường xa xa xôi thì coi như cũng đã vào tới đây rồi, thì em nó mời ở lại ăn cơm, thì anh với bác ở lại ăn với gia đình bữa cơm. Cảm ơn. Dạ không, nhưng mà nói chuyến bay về miền Tây nó cũng có cơm mà, thôi bác cứ ăn bữa cơm đi rồi hả về. Chú quý, dù gì sai sai em bữa cơm. Máy mua điện nhá. Mở máy ra. Bác ăn miếng cơm mà bác ở dài nè. Bác không ấy, không bác mình xa nhưng mà bác ăn miếng cơm. Em mở máy ra để cho chú mấy đi gần. Nhá. Dạ em không. Không chỉ mỗi bà không con nó chẳng có không thể cứu đâu. Không ai có cái mạng bây giờ nó không may nó xảy ra chết ông bà dân làng gia đình anh em chị em nào thì thôi tất cả thì quá cháu còn sau này nó sẽ rút kinh nghiệm và là một bài học sâu sắc của nó mới gia đình phải có trách nhiệm bảo giáo dục tất cả xin phép gia đình của gia đình tạo được tôi xin cảm ơn. Thôi chứ bố về nhé, xin lỗi các bác cao tính nào tạc đó mà cháu không sao mà dỡ được. Xin lỗi các bác giang sơn dễ ở bản tính khó dời mà chú. Tới ra ông bà đâu? Ông bà vô trong hay gì rồi? Ông bà đang dọn cơm cho ăn gà. Dọn cơm mà sao? Anh xin gái dọn cho chị trai. Người lớn á, thằng con nó cũng phải làm mà để cho khỏe. Con làm được tổng. Con làm được tổng mà ở đây em trong đây không ai được tổng gì vậy. Nhưng mà có cái anh xin con thôi thì nhưng mà nó cũng phát hơn. Mà bây giờ là anh về em kêu nó là cái gì cũng thì còn nó không thích cái gì thì giải quyết nó. Chứ ở đây thằng con không ở cái này trên nó thì nói ra là cũng tất cả như ông bà thì tạo điều kiện cho cháu sau này nó bỏ con cái cháu tắt bây giờ là để cho hai người cái quyền giải quyết đi, chứ còn gia đình này không có quyền. Ông bà bây giờ là không có quyền để cho nó được điều trị nó đi. Tất cả là nhờ ông bà tạo điều kiện cho cháu và cho tôi xin, tôi cảm ơn.
là bởi vì tại sao tôi xin lỗi ông bà tôi nói, bởi vì các cháu nó còn đời nọ sang đời kia, con cái nó ở tôi với ông hoặc ở với tôi lâu dài chứ không phải nhất một ngày mà tôi tất cả tôi lại ông và lại các cụ tổ lại luôn. Đấy thì tôi xin phép ông bà mấy dân nào đấy, giúp tôi tạo điều kiện cho cháu nó cái thằng lớn nó chặt đấy, nhưng mà anh mà không có chặt sai sao thì để nó xử lý đúng rồi đó mà vẫn sao đâu. Thế còn ngày gần đây nếu mà có thì chăng đã là rời bỏ sống tôi mạnh khỏe thì tôi xin lỗi ông bà mấy các anh chị em làm việc tôi phải đỡ đi ạ để mới chặt cái không quá rồi con nghĩ lại mình cũng lại thầy cháu nó nhớ nó cũng nghĩ lại là bố như thế này thì tôi lại ông bà tạo điều kiện tôi cháu xin cháu cũng lại gì thường thường ông bà nói đời cha ăn mặn mà đời con khác hết đúng không. Tôi ông bây giờ ông nói nào thì cảm ơn ông tôi. Rồi bây giờ tôi hậu sinh xin lỗi ông. Cái thằng Lưng á, thằng Lưng nó đối xử với vợ nó như vậy thành thử ra rồi bây giờ nếu giao bắt con của Lưng về đây rồi thấy nó phải xa cha không? Được đấy, thế mà nếu thằng Lưng á nó bắt con thì con giao nó phải thằng con giao phải xa mẹ không? Cái đó là tại do gây ra nên người cha thành cho con nít nó vô tội đấy. Anh thấy cái đó là đáng thương đó không? Thế bọn tôi thì bây giờ thì ông đã nói thế, cảm ơn ông và xin lỗi ông về thì... ông xin lỗi ông rồi, ông là mấy anh em vào phán luật rồi thì thôi ông tạo điều kiện còn là bảo con cái cho cháu nó xin nó cảm ơn trời và tôi và ông sẽ giáo dục cháu và gọi giáo dục cháu và nhà nước giáo dục cháu thì tôi xin ông thì ông tạo điều kiện giúp đỡ chứ không may là cháu nó có xảy ra cái gì cho nữa thì cũng nghĩ lợi cần cũng nhận nói thẳng là một cũng nghĩ lợi thì là tôi thì trước mắt là tôi thắp hương các cụ, tôi xin các cụ rồi lọc cho các cháu rồi, thứ hai là xin lỗi ông bà, thứ ba là gia đình, thứ tư nữa cũng là điểm đầu tiên anh em làm việc là xin lỗi hết rồi. Chị em là thế thì thôi cảm ơn ông xin phép ông nhé, bây giờ thì ông tạo điều kiện cho tôi xin ăn cho cháu nhé, để anh em tạo kiện cho tôi xin cho em có tội nó còn con nó giờ đi ra lại hết đời nọ sang đời kia không phải một đời hai đời nó bây giờ á con dao nó bắt con nó về đây thì ông bà mãi ông bà nhớ đó. Rồi phải không, nhưng mà cái này á cái sự bắt buộc nó phải bắt buộc phải không đó. Cho nếu mà để ngoài chắc có thể là không có con dao, mà nếu thằng Lưng nó nuôi chắc tôi bảo đảm là thằng này chắc nó cũng như mẹ lắm. Thôi anh về thì thôi, bây giờ đi anh cho tôi về, anh về cho tôi gửi lời thăm chị với bà con mình hỏi. Vâng, cảm ơn ông. Vâng, gửi lời thăm mãi hết anh em mãi. Ôi, chào bà, chào các cụ, chào anh em làm việc, chào làm việc nhé. Dạ rồi, chào các cháu nhé. Vâng, rồi, cảm ơn ông, mẹ mẹ nhé, lâu dài nhé. Rồi bác về, bác về nhé Quyên. Vậy là giờ bác chạy về chờ dưới ra ngoài Hải Dương luôn chú anh chị. Chú về chú nhớ là tạo điều kiện là đưa gửi cháu vào đây cho chị giao dùm cho chú. Được thì gửi lấy dép cho cái tay quá không cái đôi giày lấy đôi giày không để tôi cầm đâu nó bị dưng đang cho đá để cha vô cái này xe vô gia bị mặt thiệt luôn ta la còn đẹp chú chứ gì đâu. Bây giờ á tôi có mấy lời nói với anh về anh nói với thằng Lưng á, nó giữ giấy tờ con dao á, bữa ra ngày ra công an á phải trả giấy tờ cho con dao đó, là tôi yêu cầu anh có nhiêu đó thôi, còn con anh á thì anh về mà anh kêu nó đi dầu thú đi, còn nó đi dầu thú thì nó gắn nó chịu. Thế xin lỗi bà dạ, thì ở đây không có lỗi thải gì anh đâu, bố cái nào làm vợ đấy bật số điện thoại. Không, ở nhà này không có liên lạc có điện thoại. Của vợ đấy. Không, nó bây giờ thằng Lương nó lấy điện thoại lấy cho nó đâu có cái gì đó, không có gì xài cho nó. Thế đấy bộ nó cầm về đây mà. Không có cầm. Thế để tôi cầm. Nếu mà cầm về nó cài định vị ra đó là nó ngược theo nhỏ này nó bắt cái chiếc nhỏ này sao? Thế thì bây giờ xin lỗi ông bà mấy anh em làm việc thì về tôi điện làm sao được. Giấy tờ thì thằng quốc gia nhỏ không biết việc chứ thì không có thu điện đây thì tôi chịu thôi. Giấy tờ giao gì đó trả lại cho nó. Thì bác có số điện thoại không? Có tôi nhận mà. Bác để lại số điện thoại bác gia đình ấy thì tụi con đưa cho gia đình cũng được. Có gì tôi con điện. Đây, đây, bỏ cái tao cầm bút lên mày ghi vô cái số điện đây. Đọc đi. Đây, đọc đi là mấy ảnh sẽ ghi. Luôn lên mày vào, mày đọc số điện ở bút cái. Tôi chịu. Đây, anh chú gọi qua cho con đi. Đọc ở đây điện chất chú. Chú gọi. Cái
Có rồi hả? À, em một con. Con cháu con mà để đánh sập như vậy á. Thôi thôi. Thôi được rồi, đừng có trách chú nữa chị ơi. Thôi đi sát. Đừng có trách nữa, gia đình ta vô xin lỗi mình rồi thôi đi. Xin lỗi thôi không hả? Con cháu con chết rồi, giúp lại mình xin lỗi. Con người ta là chị ơi. Người ta cũng biết điều. Đúng rồi, con chết rồi sao? Nói đi. Bởi vì tụi ta cháu người chịu gì đó trời ơi là trời. Con người với mấy bạn con chó, con giặc bao. Không biết sao rồi chị ơi. Hả? Sao à, thôi đi, người ta xin lỗi mình thôi đi, người nào làm người đó chịu. Thôi đi, không có biết gì đâu, vậy nghe đâu. Tôi nhớ lắm, tôi để cho cháu của mình, tôi nhờ cộng đồng mạng với các cấp chính quyền ở ngoài Hải Dương á. Cơ quan ở ngoài Hải Dương lấy lại công bằng cho cháu tôi, chắc tôi bức xúc mấy ngày nay tôi ăn ngủ không được. Dạ. Con người chứ nó phải con chó tôi chặt cho nó mà hành hạ cháu tôi dữ vậy. Thôi đi. Tại đây bây giờ mày nói ổng không có biết gì đâu, tại ổng đi. Rồi bây giờ thì hai cha con cũng đã đi về ngoài kia rồi, cô chú anh chị à. Đi ở phía sau ngoài kia rồi. Thì đi ra tít tít nó ngoài kia. Thì tí nữa rồi bắt xe mới đi về lại dưới ra sân bay rồi mới ra lên Sài Gòn rồi mới lên sân bay mới về lại Hải Dương. Cô chú anh chị à. Thì bây giờ cái lượng like của Hải đến đây thì Hải cũng xin phép được kết thúc nha. Có những thông tin nào mới Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ gửi đến cho ông bà cô chú mình ở video sau. Video trực tiếp hiện nay là cũng khá là dài rồi. Thì mọi sự việc là cô chú anh chị mình cũng đã hiểu rồi hen. Hải xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Ông đi bộ ra ngoài. Đi bộ ngoài kìa. Bắt xe đi á. Đâu có xe đâu. Đi bộ rồi. Ở đây đâu có taxi xe ôm đâu mà đón. Có đi chút xíu thằng có à, nãy điện rồi. Nãy điện rồi, nãy điện rồi. Có điện rồi, có điện rồi. Cắt điện rồi. Trời ơi, xong rồi. Mà không chịu đó. Quá trời quá đất luôn. Quá trời quá đất. Quá bất lực quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.